Lulu. Gì nữa ông nội? Ba có chuyện này. Ông kêu Lulu là tôi biết có chuyện gì đó cũng ứng à. Chuyện gì? Nói nghe coi. Chưa gì mày phán vậy, ai dám nói nữa mày. Chuyện gì nói đi. Ba tính đó. Ba tính lợi dụng con làm quảng cáo nữa phải không? Tôi đi guốc trong bụng không á. Đây không phải là lợi dụng mà ba sử dụng. Sử dụng gì? Ba đem mày về lúc mới chút xíu. Bây giờ mày bự chảng vậy rồi, mày phải đồng hành cùng với ba chứ. Đem tới tiếng cười cho mọi người, đem một số thông tin bổ ích tới cho mọi người nữa. Chưa gì mày nói ba lợi dụng mày. Trời ơi, con ghẹo ba. Đâu, muốn lợi dụng, muốn sử dụng gì đó nghe coi. Hôm nay ba không hề lợi dụng con gì hết, ba chỉ sử dụng con xíu rồi nè, hửi cái chân ba cây. Trời đất ơi, cái chân của ông thúi tản thần không vậy ông Khang? Nó thúi cỡ mày á. Gì? Tôi thúi rồi nào? Ông dẹp đi. Sao có chuyện gì nói nghe nhẹ cái coi. Tôi bắt đầu làm biến lắm rồi đó. Làm biến quá. Mày có cảm thấy là mày hôi không? Hơi hơi hôi à. Mày có cảm thấy mày dơ không? Cũng hơi hơi dơ à. Sao có chuyện gì mà tôi dơ liên quan gì tới ông? Thì tao muốn làm mới, làm loáng mày lại một chút. Được không? Làm mới thì tôi hiểu chứ làm loáng là làm gì ông nội? Loáng là bóng loáng á con, là sáng sủa bóng loáng đó, cái thằng ngu này. À tức là sáng sủa bóng loáng, chiêu chiếu luôn nghe không? Không chịu nói rõ ai hiểu nội. Ơi ơi. Rồi ok, giờ vô thay đồ ba dẫn con đi. Hả? Tôi có đồ để thay nữa hả? À, chết cha, ba quên mày có bộ lông thay mẹ gì. Ông cứ nói móc tôi. Ông có ngon thay lông cho tôi luôn đi. Ừ, mày thích thì tao chịu à, được luôn, được hết. Có muốn thay luôn bộ phận nhỏ nhỏ cưng cưng như kia luôn không? Thôi ông giết tôi đi, ông giết tôi luôn đi, ông đào hố ông chơi tôi luôn đi. Con cái làm giống tự nhiên kêu người ta thay. Ông kỳ cục. Rồi ok, bây giờ ba sẽ dẫn con tới Teddy Dog Shop. Ủa cái lạ gì à, cái gì mà Teddy Dog Shop là gì hả? Đây là cái shop chăm sóc cho thú cưng. Trời ơi có nữa hả? Sao không? Có hết. Trọng chăm sóc cái gì nó nghe coi, nó nghe nhẹ cái chơi coi. Nè có tắm rửa nè, cắt tỉa lông cho con nè, nhuộm lông cho con luôn nè. Trời ơi, nhuộm lông luôn hả? Ông tính nhuộm tới màu gì á? Con thích màu hường không? Màu hường cho nó men. Men ông nội tôi chứ men. Chứ muốn màu gì? Màu tím đi, màu tím cho nó vui ha. Tím. Ok, rồi, con muốn mua gì thêm nữa không? Ở Teddy Dog có bán phụ kiện thức ăn hay chăm sóc thú cưng gì nữa không? Có luôn, có đầy đủ hết luôn. Mà hàng tầm bậy tầm bạ là hàng thiệt nha. Hàng thiệt hết luôn con. Nếu vậy thì tới đó lẹ đi. Trời trời ơi trời, hàng thiệt là tôi thích trời ơi trời. Không có bán hàng trôi nổi gì đâu, bao bì xuất xứ, hàng sử dụng có đầy đủ đàng hoàng hết. Sếp thích rồi nghe. Sếp thích. Teddy Dog ok. Dạo này ba khó khăn quá, dẫn mày tới đó xong ba thấy ok, chắc ba xin làm học viên học việc cái đó luôn quá luôn rồi. Thiệt không? Thiệt. Ông khổ chắc tôi sướng quá ha. Thôi mày có đùa giỡn không Khang ơi. Ông ở nhà nuôi tôi đi, tôi kiếm tiền cho. Lu, ngủ hoài vậy con? Lu. Hả? Có chuyện gì? Sao nhìn mệt mỏi vậy hả? Chăm sóc tốt lại toàn thân hết rồi, ăn uống đầy đủ. Đáng lẽ mặt phải tươi lên chứ sao buồn dữ vậy con? Tôi đang buồn, nói buồn thì khó nói lắm. Đâu buồn gì nói cho ba nghe coi. Hồi nãy tôi tới Teddy Dog. Ừ, Teddy Dog rồi sao? Tôi thấy có nhiều em cún dễ thương quá trời luôn á. Em cún cái á. Rồi sao? Cái tôi ngoắc đuôi tôi tới tôi làm quen mấy em. Rồi sao nữa con? Cái mấy em chê tôi. Trời, đẹp trai sao chê con? Chê chê gì? Chê sao nói ba nghe coi, mẹ không được nó dốc nghe không? Dốc rồi tôi đập mặt mẹ á. Nè nè, ông nhìn lỗ mũi tôi đi. Nhìn tôi có giống nó dốc không? Tự nhiên nói tao nó dốc. Nghe bực. Bực bực câu. Mà sao tôi nói chê con? Tụi nó nói tôi bự quá. Ê cái này ba công nhận, mày bự thiệt, mày bự chảng luôn á luôn. 30 mấy ký không bự sao được. Cái lỗ mũi mà còn bự lỗ mũi tao nữa. Thôi ngoan 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 con đừng buồn ha. Không, ý tụi nó nói là cái ấy của tụi nó bự, tụi nó nhìn sợ á.